Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi động viên công nhân đang thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Dự án bao gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Đến nay đã hoàn thành được gần 80%.